địa đầu tổ uốn lượn xuống bậc thang đẹp như tranh vẽ ơi Hà Giang. Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Này thì Thắng có mặt tại nhà bạn sự. Nhà bạn sự này thì có các cô chú được giúp thì hôm nay Thắng mang cái biển tên lên. Đấy. Biển tên này thì có hai người là giấu tên, một người ở Hà Nội, một anh ở Hà Nội, cô Sài Gòn. Còn có hai người này là chú Tân Phạm và chị Đặng Quỳnh ấy. Đấy. Thì có giúp cho, đặc biệt là cô Đặng Quỳnh này là còn có giúp cả làm bếp, và có một cô nữa là cũng giúp nhà sự 4 triệu làm bếp đó. Nhưng Thắng không có đánh tên cái cô mà giúp 4 triệu đây, còn đâu là những người này là giúp nhà cho bạn sự này. Đấy. Tổng những nhà bạn sự đã làm mà thì các bác biết rồi, 90 mấy triệu lắm. Đấy là hôm trước Thắng có thanh toán rồi. Thì bây giờ chỉ còn mỗi cái tiền vật liệu ở bếp nhà sự thôi là chưa thanh toán. Để làm nếu thanh toán nốt cho nhà bạn sự thì cái nhà của bạn sự này chỉ còn vài hôm nữa thì có thể vào được nhà mới. Đấy. Thì trước cửa thì các bác biết là vẫn còn đang là đồ đạc các thứ còn nghênh ngang lắm. Đấy. Hôm nay thì thấy sự nói rằng là đang lót sơn thì Thắng lên đưa biển trước, thì hôm nào nhà mới thì Thắng sẽ đóng cái biển này lên. Đấy, đóng cái biển lên cho nhà bạn sự. Đây là sơn lót này. Đấy. Đây, chắc chỉ còn một vài hôm nữa thì sẽ vào được nhà mới thôi. Đấy. Sự ơi, sự đang sơn. Đấy. Chắc là mai sẽ sơn màu. Màu sơn của nhà sự này là màu xanh nhé. Đấy. Nhà rất to và rộng và đẹp. Được các cô chú giúp cho. Đấy. Vẫn lanh tanh bảnh lắm. Tại vì chưa xong. Sự ơi. Sao con ấy kia đang ấy vệ sinh à? Vợ đâu? Đây, nhà sự đây.
cái sân nó không được rộng nên Thắng không quay hết được cái nhà của sự cho các bác xem nó tổng thể được. Đứng ra cái chỗ này sân rộng nhất này. À. Sang sơn màu luôn đi, xong để dọn đi. Màu chưa sơn được chứ? Hả? Mai mới sơn được chứ? Thế sáng nay vừa mới sơn đấy à? Vâng. Bởi vì là cái này chưa chưa khô hẳn thì sơn màu sơn vào nó không được. À. Phải cho nó khô hẳn. Hôm nay là sáng nay vừa sơn xong gì? Vâng. Đấy đẹp rồi nhìn nữa. Đẹp ạ. Hả? Đẹp ạ. Sao cửa chính không lắp đi? Hả? Không lắp cửa chính thì sao vào được nhà mới? Bảo không lắp cửa chính làm sao vào được nhà mới? Đấy, khi nào? Đây nhá, biển tên đây này, tôi để đây xong cất cẩn thận không trẻ con lại nghịch vào. Biển tên ạ? Biển các cô chú giúp ấy. Đây. Chú Tâm Phạm. Có đọc được không? Cái gì nhỉ? Toàn là chữ tắt không đọc được. Cái gì nhỉ? Thành đấy. Cái gì ở Hà Nội nhỉ? Cô gì? Đây là một anh ở Hà Nội, anh ấy giấu tên nhưng mà tôi cứ ghi là Mạnh Thường, viết tắt là Mạnh Mạnh Thường Quân. Quân. Ừ. Là Mạnh giấu tên, Thường họ giấu tên đây cũng giấu tên thì tôi ghi như vậy. Đấy, Quân. còn cô này thì giúp cả bếp cho ông đấy, mới cả Vâng, một người nữa giúp bếp đấy, làm bếp đấy. cô Quỳnh Giang à? Ừ. Ừ, cảm ơn quá nhỉ. Ừ. Đấy. Đấy, mai ngày kia lúc nào vào nhà mới ông sơn thông màu đi xong là dọn dẹp quét dọn xung quanh đi, rác rưởi các thứ là đốt hết đi. Vâng. Đấy, khẩn trương để hôm nay là chủ nhật tuần sau. À, sang tuần sau nữa thì ông phải vào nhà mới rồi. À, tôi là di chuyển rồi, tôi không ở đây nữa. À, khẩn tông nhà ông này, nhà xính bát ong nữa. Xính bát ong ngày mai tôi cũng mua sơn vào để cho sơn. Hôm qua là anh Vàng thợ xây là đã xong rồi, hôm nay đang dọn đồ xuống nhà em Sinh Mị Liệt kia rồi. Nên nhà ông là cũng khẩn trương nhanh chóng nhá để kết thúc cái hạng mục giúp ở trên Lũng Cáng. Để xem còn cái bánh không. Này con đây, nó tha. Đây đây. Nó tha à? Hả? Chân nó bị sao? Hôm qua kia đi với chị gái thì là bị chân đút vào tan hoa này, đút vào trong là bị Thế bị cửa. sượt. Này con. Bố đưa kẹo này, xin xin bố này. Xin à? Không biết xin à? Hả? Này xin bố này. Dưới bố tường này. Còn nữa. Rồi ông cất cái này đi. Vâng. Cất thì không trẻ con nghịch đấy. Gọn vào đấy. Xong là hôm nào vào nhà mới thì tôi gọi chung lên để thanh toán nốt cho gia đình nhá. Xong là tổng kết tiền vật liệu nhà ông. Đấy, bếp biếc còn mỗi bếp thôi, còn nhà cửa là xong rồi. Tôi trả tiền xong hết rồi gì nữa, đúng không? Nhà cho của chung này là tôi vật liệu xong rồi này. À, tiền của anh Vàng là tôi cũng trả xong rồi này, đúng không? Tiền xây ấy à, xong rồi. Bây giờ đây này những cái này nhá, đây này những cái này ông phải quét hết đi từ đây ra ngoài kia, những cái này xong là dọn hết Chứ. đi. À, đây Hết vào chuồng lợn. dọn dẹp Chứ hết để những cái cho. đống lanh tanh bành này đi. Đấy, đây có những cái cây nào, gỗ nào, cây cột nào nó còn tốt thì cất Tốt, gọn vào. những cây cột còn dùng được, còn cái xà thì hỏng ấy. Đấy là những cái đồ các thứ là ông phải dọn dẹp cho nó sạch sẽ thì nó không thể ngổn ngang ngay đâu. Bảo bảo vợ hai vợ chồng đẩy mai sơn xong là đi dọn hết những cái này nhá. Mai dọn hết những cái này bên đằng sau đằng xiếc này. Cái bếp này hôm nọ đưa tiền vật liệu nữa là đổ hết xong rồi phải không? Đấy thế nhá là không phải lo giếc gì nữa rồi nhá. Đấy. Ui, sao đổ be bét linh tinh thế? Hả? Đồ như tôi vậy. Thế kia ông đang xây cái gì ở trong này? Để cái lò để hai cái chậu này. Chậu gì? Hai cái chậu nó cắn lợn kia này.
Thế sao hôm đấy bảo chỗ này để nước Không rửa thì chân? để kiểu đấy, nhưng mà không biết để cái chậu kia thì phải Chậu làm nào? cái chậu to to để nấu cá lợn này. Nấu cắm lợn thế không, không nấu được chỗ này à? Này chật quá, làm cái ống khói lên trên xem là to bằng. Thế hôm trước bảo thôi cái chỗ này là để đấy, bây giờ lại xây bếp lò đây à? Vâng. Đang đắp đây à? Vâng. Cho đất vào đây á? Cho đất vào xong là đun củi vào đây. Đun củi vào đâu? Chỗ cái sàn này. Nhà ông là cũng đang hiện tượng là đang tành toàng để đồ đạc linh tinh lắm nhá. Chưa 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 gọn đâu. Hả? Chưa gọn. Ông phải dọn dẹp ngay khẩn trương xong là mấy nhá. Nhà này. Phải hàng cái chặn ở kia để bắt đũa để nổi cái kiểu. Sao còn bánh không cho thằng kia? Thằng kia đòi. Này, ra cầm cho em. À, để lắm quá. Đây, muốn cho em bé này, xin nhá. Này, em bé thiếu. Đấy là đang đòi Em của bé. chị nó. Để Em bé. chị kia làm gì đã biết cho. Chị ăn luôn đấy. Đấy. Xé cho nó, bóc cho nó. Từ từ đấy. Em vẫn. Bảo vợ bóc cho. Cho mất hạt tầm nguyện luôn. Ôi, đồ đạc của nhà ông này, đồ Chưa chưa. đang nhà Mai cửa hay là càng rộng các ông lại càng bày ra. không, mai cần hàn cái để đồ vào đây mà. Còn bây giờ chưa. Không thì cần thiết ông phải nhờ ngay một buổi sáng một đội đi về hội giúp dọn dẹp ngay khẩn trương những cái này đi. Đây này, cho hết vào, không một mình vợ chồng ông không thể làm được hết nữa này nhá. Cái này ông phải khẩn trương ông làm ấy luôn đi, cái nhà cửa này, trước cửa này, này nhìn này, từ hôm nào xây xong từ hôm nào ông làm cái gì ấy Vẫn hả? làm à, vẫn dọn và làm cái nhà bếp cái kiểu vẫn vẫn còn làm à. Vẫn còn cứ nghênh ngang như này này, đồ này, bình thuốc sâu này, những cái này để trong nhà này à hả? Không biết để chỗ nào như này. Không biết để cái bình thuốc sâu bây giờ nó rộng rãi rồi, nhưng mà cái chỗ này là buồng, sau này trẻ con nó về đây ngủ này. Này này, tôi nhìn ông nhìn xem này, ông nhìn xem ông ở như này có được không. Nhà cửa ông đang đẹp như này mà ông cứ để như này toàn những cái gì. Một vài hôm nữa làm hoàn thiện thằng. Mai ngày kia ông nhờ ngay một đội về đi, nhờ về khoảng 6 7 người ông giúp dọn hết cái này đi cho sạch sẽ. Cái gì cái đấy đâu đấy, cái nào không dùng đến đốt đi, bỏ đi, Đúng không để như này nhá. rồi. Khoảng là tầm độ 4 5 ngày. tuần hết tuần sau này này là có thể cho ông vào nhà mới đấy nhá. Vâng. À, nên là ông khẩn trương làm cái đấy đấy nhá. Vâng. Tôi đi đây. Chị ăn cơm đây chứ. Không, tôi không ăn cơm đâu, tôi đi đây nhá. Không bạn ở dưới nhà xin à? Không, tôi cứ đi lang thang thôi mà. Con Không phải làm tha chứ. nhà nhà là như này là ổn rồi đấy. Ông sơn vào cái xong ông dọn dẹp luôn đi. Vâng. Mai ngày mai là ông sơn này, xong ngày kia là ông phải dọn nhà này. Vâng. Dọn hết đi, sạch sẽ đi. Vâng. Ờ, trong nhà trong kia quét hết sạch bụi bặm hết rồi đi nhá. Sự nhá. Đấy không để như này nó tành toàng lắm. Cứ này mai cứ sơn xong xong là ông cứ phải dọn, nhờ người về ông dọn hết một lượt đi. Đây còn cát đây thì ông đổ cái hè này nữa là xong. Vâng. Đổ cái hè ra đi cho nó sạch sẽ. Kia cát thì còn mấy bao xi? 4 bao. À, ông đổ được cố cái rồi cái 4 hè bao. đi. 4 bao thì sát cát kia rất là Rồi, một cái lượt hè đây nữa đi. một ít rồi nhỉ. Xong rồi dọn cho nó sạch đi. Đây là nhìn ông thế nào cũng bị chửi trên video, nói trên video, tôi khẳng định với ông luôn là như vậy. Từ bao giờ rồi nhà ông kéo dài hàng bao nhiêu lâu rồi? Hả? Tôi trả Phần tiền thanh toán xong từ lâu lắm rồi tháng ông. ấy, nhưng mà cứ làm một cái nhà bếp mới nổ mới kia thì vẫn hết ngày. Rồi tôi đi thôi nhé. Vâng. Có mang điện thoại ra không? Hả? Có mang điện thoại ra không? Gọi thằng Xính như nào. Thế à? Thế thôi. Cái
cái ao kia sao hôm nọ nước đầy mà hôm nay nước lại đi đâu hết rồi nhỉ? Không giữ được nước à? Hả? Không giữ được nước. Sao nhỉ? Nước đó cứ tràn ra ngoài đường kia. Tràn ra ngoài đường kia à? Vâng. Tràn đâu? Đã thấy tràn đâu? Xong là bây giờ thả hết nước xong là mới cho trâu đi nhắm vào. Thả hết nước ra? Vâng. Rồi cho trâu dẫm vào? Vâng. Ai bảo thế? Bởi vì nước nó thấm ra được ra ngoài đường. Thế thì mai kia chả ấy à? Mai kia chả thấm hết à? Thấm hết. Hôm nọ là nước dâng lên đến nửa kia rồi mà nhỉ? Vâng. Thả vào nước dâng lên hết rồi mà. Bây giờ không thả vào nữa rồi à? Chờ cho khô à? Để cho trâu dẫm à? Bây giờ cho hay là cho máy đi dẫm vào xong để cho nó có bùn xong là nó mới giữ được một tí nước này. Đây xuống cái dưới này anh bảo. Hôm nọ thằng nào làm cái gì ở đây này? Còn mày nướng đồ ăn đây à? Vâng, tối là nướng cá. Nhưng cá đây. Vâng. Đây lắp được cái này rồi phải không? Bên này đóng nốt lắp cái này đi. Đây nhá, anh bảo xuống đây. Cái này mai em ra em cuốc cái này đi. Cuốc cái này ra nhá. Cuốc ra đến vào đến cái chỗ này này. Đấy, san lấy một cái mặt bằng hiểu không? Vâng. Chỗ này khoảng tầm độ 300 gạch nữa. 300 gạch nữa không biết được 400 gạch nữa. Cứ cho 400 gạch nữa. Em xây bưng hết thế này nhá. Chỗ này xong dưới em láng đi. Vâng. Hiểu chưa? Rồi. Láng hết cái này đi. Còn chỗ kia làm một cái cửa ra. Vâng. Đấy. Để sau này em có cái đồ nước gì em để vào đây nhá. Vâng. Đồ nước gì để gọn gàng vào. Bên này nếu mà muốn nướng nước cái gì em phải cuốc chỗ này rộng ra. Bằng như cái chỗ này này. Vâng. Cuốc rộng ra hoặc là ở đây này. Đấy nhá. Vâng. Đấy. Đấy. Nướng tạm tạm ở đây. Cái chỗ này là mùa hè thì em có ngủ được trên này nhưng mùa đông thì em không ngủ được đây và em ngủ dưới này được. Kê cái giường đây này. Đấy. Vâng. Rất là mát. Đấy, nhá. Vâng. Là cái tiền số tiền của chú Sam Dương thì bây giờ như này. Vâng. Tổng là hôm nọ trừ đi đó rồi còn là 4 triệu 2 đó. 4 triệu 2 thì anh sẽ gửi cho bọn em là mỗi người 1 triệu nữa. Hai thằng xính chồng Thanh Long này này. Vâng. Đó là gửi cho 1 triệu để bón phân tiếp nhá. Vâng. Phủ bây giờ phủ hết đất chưa? Thằng bên này làm cỏ rồi phải không? Chưa. Chưa làm đâu phải không? Vâng. Đấy, thế là mai bảo nó ra làm cỏ luôn và để còn lấy tiền. Vâng. Nhá. Vâng. Thì anh bây giờ tiền của anh của em thì anh sẽ đưa cho em trước. Mai kia em tiếp tục bón phân. Vâng. Mấy cả cái này mai anh sẽ bảo Trung chở vật liệu luôn. Vâng. Em vâng. Xây ở đây. Em xây được gì? Em xây thấp được. Thấp lên bịt vào đây thì xây được thì vâng, vâng. 400 gạch. Mấy cả hai khối cát. Mấy cả một tấn xi chắc là đủ. Vâng. 20 bao đúng không? Vâng. Là ổn cái chỗ này của em là xong. Nhá. Anh khẩn trương xong rồi để anh còn chuyển. Vâng. Đây anh đưa tiền cho. Đấy là cái số cái lán này là em phải làm xong cho hoàn thiện cho ngon nghẻ hết nhá. Chỗ này xung quanh này em không không bưng được kín thì em cũng phải làm được xà như này. Vâng. Vâng. Nhá. Em chuẩn bị làm cái xà như thế này nó đỡ hơn. Ờ. Vâng. Làm hai bên này vào, vâng. Làm hai bên này vào nữa nhá. Vâng. Chỗ này sau này các cô chú bác lên chơi thì có thể ngồi ở đây đẹp điểm view đây ngồi đây anh đưa cho em còn thằng xín kia thì nó không ấy thì để sau đấy, từ từ này cầm đấy luôn này 1 2 3 4 5 đấy đây là số tiền của chú Sam Dương nhé. Hỗ trợ bón nốt phân. Vâng. Đấy. Chú cảm ơn chú Sam Dương rất nhiều. À. Chú Sam Dương đó rồi. Cháu rất là nhiều luôn. Ờ. À. Đây là cả cái đèn này này của chú vâng. Cũng giúp nhà em đấy. Nhá. Vâng. Nốt giúp cho gia đình chú Sam Dương luôn luôn tốt đẹp mạnh khỏe nhá. Ờ à, thế là mai thì em bảo nhà kia ra phát nốt để bón phân. Vâng. À, lượt nữa xong là anh gửi tiền cho nhà đấy 1 triệu nhá. Vâng. Vâng. Của chú Sam Dương. Còn cái này thì mai anh sẽ bảo đổ vật liệu ở kia, em sẽ xây. Đủ 400 viên gạch này, 1 tấn xi này, 20 bao này và 2 khối cát này. Nhá. Xong mai em ra em cuốc đây em sàn ra đi nhá. Thế là em xây bứng kín vào. Đằng trước này em để một cửa. Cửa ra đằng trước hoặc là cửa bên này. Tùy em nhá, thích để cửa chỗ nào cũng gọi có cửa vào. Xong là đi xẻ mấy cái miếng ván này là thành cửa mà. Vâng. Để đi lại cái thứ trong này cho nó kín để đồ để ít đèn chẳng hạn cái thứ tháo ra cất xuống dưới này hoặc là đồ đạc gì
cất thiết. Chỗ này gần như là sau này, trong này có bếp ga, bếp nước đặt, có đồ đạc nữa thì nó tiện nhé. Vậy nên là thống nhất với em một điều như vậy thôi. Còn đâu là để anh bấm anh gọi anh Trung luôn, mai nó chở cho em nhé. Ăn cơm với vợ thôi. Nghĩa là thế nhá. Thế là còn nhà em xính này em bảo làm luôn, ngày mai ra làm phát cỏ, xới cỏ đi nhá. Xong rồi để bón phân tiếp anh đưa 1 thế triệu nhá. Cảm ơn anh Thắng nhá. À, rồi. Thế là anh bảo rồi nhá, chở gà chở xi si rồi nhá. Thế mai cứ thế mà xây mà làm cho nó đẹp thôi nhá. Cái điểm này điểm quan sát đẹp nhất ở thôn Lũng Cáng. Đấy. Nếu muốn nó đẹp thì phải đầu tư vào. Đấy. Thế là đầu tư hết số tiền của chú Sam Dương rồi vào trong này cho nhà em xính trồng thanh long này. Đấy, cái vườn thanh long này là cái vườn mà không phải là riêng của nhà em xính và em xín này sẽ trồng được như này, mà nếu sau này nó là hiệu quả, nó thành công thì em xính và em xín này phải cho những người khác ở dân ở đây nữa, cho họ giống nữa để họ trồng ra nhá. Chứ không phải là cái này là của nhà em, sau này bọn em bán giống nhé. Nên là sau này người ta chẳng hạn như những cái hộ bên kia kìa. Đấy, họ có đất, họ muốn trồng chục hố hay hai chục hố. Hoặc là họ thích trồng nhiều thì mình có thể đáp ứng được giống. Trong mỗi nhà khoảng 20-30 hộ thì mình cho họ, chứ không bán nhé. Đấy, chẳng hạn sau này nó thành một vùng nhiều người trồng được thanh long. Có thanh long, có cây bán thì càng tốt. Nó phải trồng thì nó phải nhiều, nhiều thì mới có người đến thu mua. Chứ một hai hộ như một mình lẻ tẻ chỉ mang xuống đường kia bán thôi. Vâng. Hiểu không? Đấy, chẳng hạn là nó gấp 5 gấp 7 lần như này. Đấy. Có khoảng 1000 hốc như này thì chắc chắn là sẽ có thương lái về tìm mua và mình trồng ra quả. Hiểu không? Đấy, chứ nên là mình cần phải cho nhiều người, và sau này em có giống ra rồi em cũng nhân ra những cái chỗ này này của nhà em phải không? Không, nhà đây là của nhà bác Phùng, bên nhà bên trên này là của nhà ông Quẩy. Quẩy rồi à? Vâng. Nhà ông Quẩy. Vâng. Còn nhà em là bên kia trồng mận hết rồi đấy. Vâng. Còn tí nào không? Còn một tí là chỗ gốc cây kia sang bên kia nữa. Vẫn có thể trồng thanh long được đúng không? Vâng. Vẫn có thể phát triển ra được. Vâng. Và còn chỗ khác nữa thì sau này, đây là như nhà ngày nó cũng có thể trồng được đúng không? Vâng. Đấy, thế là thôi, là sau này thì ai muốn trồng thì bọn em nhân giống ra. Thôi anh đi đây vâng. Nhá. Vâng. Chào nhá. Vâng. Chào anh Thắng nhá. Ừ. Vâng. Sao nó nào nó dỉ nước đi à? Rồ nước lát quá. Hả? Nó xuống theo cái chân ở dưới này. Cái chỗ này là không ấy được phải không? Không 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 bám chân ra được như này phải không? Vâng. Nếu mà láng được như này là không xuống. Không xuống nước đấy. Tức là lúc nãy thả nước thì chúng mới phát triển ra đây xuống được. Nó từ đây xuống nhiều lỗ lắm. Từ đây ra à? Vâng. Không thì em nghĩ là anh đắp lại đi, xong là thêm một tí xi vào mà láng ra. Vâng. Chứ nó mới bền được, không như này không làm được đâu anh ạ. Nước nó thấm xuống theo cái móng này. Đúng rồi, sau này nó sẽ sụt cái tường này xuống ấy. Nó sập tường ấy. Không thì bây giờ như này anh đắp lại xung quanh hết đi. Đừng thả nước vào nữa. Để cho khô xong mà láng ở chân như này này. Láng lại. À, đầu tư ra một tí nữa còn hơn. Khoảng 3 khối cát với cả 1 tấn xi nữa thôi. Thì mới được. Không như này là không ổn rồi. Kìa kìa, anh đổ đất ra kia làm gì? Đổ để rắc trâu xuống. Rắc trâu xuống để dẫm á? Cho nó nún gì á? Vâng. Không ổn. Nó đã giò như này rồi thì anh cứ phải ấy. Cái này tốt nhất là anh đắp nước lại kia cho nó khô lại đi. Xong mai kia kéo hết ra xong đổ rồi. Đổ bê tông vào. Đổ rộng như này. Ừ, đổ rộng ra như thế mới được. Phương án thế mới nuôi được, chứ còn không như này không được đâu. Như này mai kia nó vẫn giò đi mà nó dỉ ấy. Đây hôm nọ nước nó dâng đến cái vạch kia cơ mà. Đây. Đây là tầm 25 phân này. Đây. Này mà không bơm được nước vào, không giữ được nước thì không ổn. Không đầy được. Đúng rồi, nên là anh có xử lý cái này cũng không bao giờ đầy được. Cái này một hai xô vữa kia thì làm sao mà được. Cái này anh chặn chặn luôn nước không cho vào nữa. Xong, ờ xong là cho nó khô xong anh đổ láng nốt bê tông ra. Vâng.
Láng nốt bê tông ra. Chứ còn không như này làm sao mà nuôi được. Nó dò nước rồi. Như này dò quá. Như này vẫn phải 3 khối cát với cả 20 bao xi vào mới có ăn. Cái ao to nhất thôn này chứ, đúng không? Đáp là thôn ấy nhất đấy. Chiều cái mận kia phải phun vào tí nhá. Đây là những cây mận này, cây của anh có chết cây nào? Chết 2 cây. 2 cây à? Vâng. 10 cây chết mất 2 cây. Vâng. Còn lại 8 cây sống. Ờ. Lên tốt kia phải không? Kìa. Vâng. Đấy. Lên ngọn rồi. Ờ. Của thằng Xín chết cây nào? Chết 2 cây đó. 2 cây của em nó 30 cây nhỉ? Vâng. Còn 28 cây. Đây, chiều đến nó mát mát kia xong rồi phun nước vào. Đấy. Phun vào mới sống được. Cái này anh cứ dã đây như này thôi, xong rồi mai kia anh đổ bê tông vào đi. Đấy, bây giờ thả nước khô xong rồi lấy cái giá kín xuống cái móng đó. Vâng. Giá kín chặt xuống xong rồi đổ. Vâng, chứ còn không như này làm sao mà được. Như này anh như này xong rồi anh đổ tí bê vữa kia không ăn thua được. Không nhầm rồi, không giải quyết gì đâu. Vẫn cứ phải tráng chân ra như này này. Đấy, láng hết chân này ra, nốt xung quanh này nữa. Đấy. 20 bao xi với cả 3 khối cát vào. 20 bao xi thì nó rơi vào 1,2 triệu. 1,2 triệu với cả 1 xe cát 3 khối 1,2 triệu nữa, 2,4 triệu nữa. Đấy, gia đình phải bỏ 2,4 triệu xong là hai vợ chồng láng tiếp. Mới có cá ăn. Hả? À? Đấy. Thế là phải làm thôi chứ còn không thì không có cá ăn đâu. Làm này nó không bền đâu. Như này chỉ một vài năm là nó sập. Để ý cái nhà bên kia nó làm chưa? Đấy, nó phải sau nó phải làm tại đất. Chính là ngày xưa nó không làm chân ra như này. Nó bị lỗi một phát đấy. Thế nên là mình bây giờ mình hôm nọ em thấy anh làm cái này rồi. Em nghĩ là cũng khả năng mặt mé bên này nó ổn. Nhưng mà như này nó vẫn dò nước đi là anh phải làm xung quanh nhà hết đi. Đấy, cứ ra này ra được 1 mét. Cố gia đình vớt vét mà mua lấy một khối xi, à một 3 khối cát lấy 1 tấn xi nữa mà làm. Nhá, em đi đây. Chứ còn làm này là nó không về lâu về dài là không được, mà nó sau nó sập cái tường này xuống là nguy hiểm. Là lại mất tiền. Mà lúc ấy làm là coi như mình bỏ ra bao nhiêu tiền rồi, công cốc, tiền công xây rồi, tiền vật liệu rồi. Đấy, còn phút cuối thôi mà không bỏ nốt ra để làm nữa. Để cho nó không phải nghĩ ngợi gì nữa, đúng không? Em đi đây. Ở nhà em sinh bị liệt. À, hai ông kia làm gì? Làm gì đấy? Kéo nước à? Hả? Ông Báo với cả ông Lử em biết là làm gì đây? Kéo nước này. Vượt suối các bạn. Mai theo dự báo trời sẽ mưa rồi. Không biết là các bạn ở đâu có thấy mưa không, nhưng mà lũng cáng lũng buông. Thế 2 tuần nay rồi không thấy mưa. Nắng. Kéo nước cho ai đây? Ầm quá, không nghe thấy gì. Suối này. Đấy, cái suối này hay đi bắt cá. Suối đẹp. Toàn đá quậy. Kéo cho ai này? À, kéo nhà bên này à? À, trong nữa à? Làm theo ngày à? Bao tiền ngày? Kéo 4 cuộn này mỗi người 100. Đấy, vùng cao nhà nào cũng phải mắc những cái đường nước như này. Ở dưới xuôi thì có hẳn cái công ty nước. Người ta kéo hẳn về đến cửa nhà và chỉ việc đóng tiền hàng tháng thôi. Đấy, lắp cho cái đồng hồ đấy, giả tiền nước. Nên đây là họ phải tự kéo. Và kéo như này hỏng rồi là mất nước cái thứ còn phải sửa.
đội thợ anh Vàng hôm nay đang lắp đấy. Xin chào. Được mấy quặn rồi? Được mấy quặn rồi? À, thế thì sắp xong rồi. Sắp được lấy tiền rồi. Ông Đồng vừa đi gùi cái đi đâu kia? Đồng này là chủ cái nhà này. Và là bố dượng của em sinh bị liệt đi dân Châu. Hôm nay hình như là Châu để ở nhà, chắc nắng quá không đi chăn. Thấy mẹ của sinh gần đang cắt cỏ. Ngôi nhà này là thuộc tính ra vẫn thuộc thôn Lũng Buông. Xin chào. Chào nhá. Đang bắt giáo rồi không? Xây lên cao rồi. Mai mưa đấy, cẩn thận đấy. Khẩn tốc vào. Xin chào. Không đi chăn trâu à? Trâu đâu? Thế à? Em bé đâu? Mấy bà. Ông Đồng vừa đi cái gùi đi đâu ấy? Đi đâu? Cọng nước á? Nước này không ăn được à? À, thế là nước ăn là hàng ngày vẫn phải cõng à? Thế tưởng cái nguồn nước này về là dùng được hay không dùng được à? Chỉ rửa mới giặt thôi à? Nắng ngày chân trâu cũng mệt lắm. Thế à? Sao hôm nay bôi cái gì vào mồm kia? Đỏ choét đây kia. Hả? Bôi son à? Bôi son đỏ vào này nhiều anh lại thích đấy. Nhá. Đấy. Bọn lừ này nó xây lại không thẳng đâu ấy nhá. Bôi son à? Chẩn mới cả báo đâu? Đang chở cốt pha à? Đang báo, đang lấy cốt pha. Hôm qua ra muộn quá. Gần 11 giờ mới về nhà. Cá với mú đi chơi cùng các anh thợ xây. À, cái nước này là thấy bảo không ăn được. Mình cứ tưởng cái nước này là về là ăn được. Không ăn được. Chỉ để ủ nhiều cạn lắm. Là phải đi xách nước. Nhớ chia hai buồng nhá. Giống nhà xính cụt chân. Không xây được ngày đứng đâu, ngày yên đâu. Sao? Xây ngày nằm thôi. Sao? Ngày nằm mới ăn được nhau. Đang để cái này. Ngày đứng là nó không ăn được cái kia. Gạch thoải mái, thừa. Ừ. Cái này 5.000 mà. Đâu không chở 4.000 mà. 5.000 đấy. Thế à? Cõng hết sang 5.000 chưa? Cõng hết sạch đến đây rồi. Làm gì 5.000, hôm đấy em bảo chở 4.000. Anh nhầm. Thế à? Đang bảo là chở 4.000 rưỡi, chung bảo là ê, sau này thừa nó phải còn xây bố xin linh tinh nữa, xong rồi chở 4.000 luôn. Đấy. Thế thì càng tốt. Xin chào. Mất buổi chiều bác giáo à? Sáng nay thì đi bầu cử rồi đúng không? Đi chợ bán, khách chợ bán bên kia về, bán ở toàn nhà mình hết. Nó ở đây có mấy tấm bé bé kìa. Nhà này là không có, nhà này không có ván mà là do là nhà này ngày trước là vách rồi, toàn bằng cái phên kìa. Đấy.
nên nên là không tận không có cái ván nào để mà tận dụng, nên là đội anh Vàng phải mang cả ván cốt pha xuống để làm. Bà đi cắt cỏ à? Cắt cỏ à? Trông trông còn em bé ngủ ngoài này à? Con dê chết một con rồi. Chết một con rồi à? Chết là con gái. Con cái chết? Con trai. Còn mỗi con trai thôi à? Chết. Chết dạ. Chết. Ôi giời ơi, vừa hôm nọ bảo có hai con dê con thì chết mất một con cái rồi, bà bảo thế. Còn mỗi con trai thôi. Chết rồi. Hê hê, chết rồi. Con dê nhà chết bao giờ nhỉ? Chết đã. À? Vừa chết đã. Ừ, bảo chết rồi. Ôi, không biết đâu. Hả? Không biết, chắc vừa chết rồi. Vừa chết đâu, có thấy đâu. Bà cụ, bà cụ bà chết rồi. Này, con dê chết từ bao giờ? Chết à? À. Ôi, vừa nãy em vừa đi xong em chưa chết mà. Không, đây con dê đực, có con dê cái cơ mà. Ở à, đây đây ông đồng ơi. Con cái thì nó nhỏ rồi. À. Chết từ bao giờ? Từ bao giờ tầm tuần đây rồi. Tuần đây rồi à? Từ lúc chưa đang làm cái nền đấy. Làm cái móng này này. Đây gùi nước ăn à? Chứ là con này chết rồi thì thôi, thế là bây giờ còn mỗi con đực à? Con đực mà. Thế còn con cái thì chết rồi thì con đực ý nghĩa gì nữa? Con nếu mà bảo nếu mà thế nếu mà cái thuốc nhài nó về làm ấy thì có dám không? Sao? Hả? Ở cái thuốc nhà đang là liên hoan ấy. À. Làm nhà mới xong là liên hoan á? Ôi rồi thôi. Người ta cho, người ta hỗ trợ cho dê thì nhà này là cũng được hỗ trợ cái đồ dê này thôi. Là vừa hôm đấy là cũng chúc mừng. Mình đang được được đống cát này với đống sỏi, đống cát hai đống cát với đống sỏi này luôn. À. Là một nhìn gạch bỏ đấy thôi. Thế là chết luôn. Là chết. Nhưng mà như nào liệu biết nguyên nhân nó sao không? Biết như nào đâu, dê cho cỏ ăn mà. À. Trên sáng trên tối. Thế là nó chết mất. Chết mất. Lấy cho dàn lá sắn cho nó ăn đấy. Hờ. Nó bị. Hay ăn lá sắn xay sắn. Không phải đâu, lá sắn thì sao sự hả? Ăn phải sắn dù kia là dễ xay lắm không đùa đâu. Này sắn mình ăn mà, nó cho lợn ăn mà. Kia con trâu kia phải không? Trâu là trâu nhà. Nó bảo hóc cỏ chết sao? Hóc cỏ á? Gì trâu nào hóc cỏ chết? À dê. Dê ăn cỏ thì lại hóc cỏ chết thì... Chướng bụng à? Dê hóc chướng bụng lên à? À vâng, chướng bụng lên. Chướng bụng thì làm gì phải hóc cỏ? Chả biết được cái nhân dân gì đâu. Nếu mà có người ta hãm hại thì lại phải chết mất cả hai con nhé. Cái con một con. Hóc cỏ chết à? Cái cổ họng nó bé quá. Dê ăn cỏ, hóc cả cỏ. Người ăn cơm hóc cả cơm chết. Chết dở. À. Đi gùi nước tận đâu anh? Gùi nước tận đâu về? Cái nhà bên kia. À. Thế là cái nước này tại sao không ăn được? Cái kéo. Nước này có ăn được đâu. Nước này là nước mương để cho ruộng thôi. Cái này á? Vâng, này có ruộng, mương cho ruộng. Thế mình tắm trước được cái gì? Tắm được. Tắm được mới giặt được. Lấy ăn phải lấy đây lúc trời sắp sáng mới lấy được. Người ta công nghiệp ấy, mới lấy được. À có nghĩa là cái nguồn này nó gần đây quá. Gần quá có người ta làm nương rẫy ấy. À. Trâu đi qua lại bẩn. Vâng. À. Ừ. Nếu muốn ăn là phải ăn hóng từ sáng sớm. Đấy, từ bình này này. À. Lấy vào cái bình này. Vâng.
xong làm mới thấy được. Rồi còn còn bảo sáng còn rồi người ta đi thì dám lấy. Thế là mình phải đi gùi cái này về. Cái này là uống tươi bây giờ vẫn uống được. Uống nước lã. Nước lã. Ủa, không đun gì à? Hả? Để uống quen rồi. Uống vào đau bụng hay mai bụng các thứ. Uống để uống sốt. Chửa lên thì chết. Nhưng mà con dê mà con quả và lấy còn lấy nước này cho nó uống nhá. Nè. Yeah. Dê ấy. Thế mà vẫn chết. Vẫn chết. Nước sạch thế rồi. Ờ. Thế nhỉ. Ừ. Tiếc thế vừa cho mà một đôi dê. Chân liên tục ấy. Ừ. Không thấy chịu khó bà thấy chặt cỏ chặt tiếc cho ăn thế mà nó chết thì mình chấp nhận thôi. Ừ. Nhưng còn nó bảo bây giờ chết thì mất thì trên mất thì thôi có làm có thịt thế không biết nói. Ờ. À. Thế báo trưởng thôn rồi gì? Báo rồi. À, rồi rồi. Thế phải báo người ta giúp báo người ta cho. Vâng. Cái dê đấy là bên đoàn nào cho? Không biết hay cô gái kia từ đâu về. À. Tức là cho tự nhiên họ về đây họ mua cho á đợt đấy vâng. Hay là họ xem video của em phải không? Biết rồi, bảo em Thắng. Hả? Bà chú Thắng bảo nên được ở đây đều đủ chưa? Thế bảo chữ còn đang thiếu nhiều. À. Có một đống cá rồi đống xoài đây. Tức là 1000 gạch đấy nó về rồi. Đấy. À. Thế chính tỏ là họ cũng có xem video của em. Vâng. Và họ về đây họ giúp vâng. Nhà anh. Vâng. À. Tức là nó cho bao tải bún với ba hộp mì tôm. Dê à? Đảo. Dê. Hai con dê. Dê là họ dắt về đây luôn cho. Dắt về đây cho từ những cái dắt về. Mua của xính cụt chân ấy. À mua của xính cụt chân à? Vâng. Lại mua của xính cụt chân. Đấy. Thế là xính cụt chân là mất hết tiền rồi. Cái này kia. Mà khổ họ tội ông xính cụt chân như này các bạn ạ. Hôm trước Thắng có quay cái video mà em xính cụt chân em bị mất tiền ấy. Thì mất tiền thì nhiều bác có bình luận ở bên dưới nói rằng là xính này là nói dối, lừa và tiền đó là không phải là tiền xính kiếm ra nên là không lấy tiếc, cười vẫn còn cười hả hê. Đấy, nhưng mà thực ra thì mất rồi thì chẳng nhẽ lên Thắng quay video xính lại cứ phải khóc, đúng không? Các bác là nói như thế là cũng không được. Xính nó bị mất tiền nhưng mà tính tình của em đấy nó cũng giống như ở hầu ấy. Lúc nào cũng vui tươi vui cười, mất tiền nhưng mà cái số tiền của đó chính là tiền em mới bán dê cùng mấy cả anh Chính và cho anh Chính đã chia lại cho là em mới được 5 triệu đấy. Và em mới có kể với Thắng là bị mất tiền chứ em mới cũng là tâm sự thật mà nhiều bác cái bình luận ở trên đó những cái câu đó nó không tốt là nói rằng là em Xính này là lừa dối rồi là xảo trá rồi nhiều thứ lắm. Xong nhắn cả tin vào cho điện thoại của Thắng là em này không thể tin được. Đấy. Và thực sự là em mới bán. Đấy bây giờ biết là bán được chính là cái hai cái cô này vào đây mua dê cho nhà anh Đồng. Vâng. Là mua của nhà Xính Cụt Chân. Vâng. Đấy. Của gọi là nhà Chính nhưng mà là thằng Xính của anh Chính nhưng mà thằng Xính Cụt Chân là đi chăn thuê. Vâng, chăn thuê cho nó. Đúng không? Thì là thì được chia ra nữa. Vâng, được chia ra. Tiền thì tích góp mãi được. Ôi anh phải kê cái ấy vào, kê vào không gãy ấy. Ờ. Nhưng mà phải kê cái đấy vào giữa không mai võng cái sắt đi. Cái này không dám đi qua đây đâu. Ờ. Đằng sau kẻ xung quanh này đâu. Thế là nhà Xính Cụt Chân là nó được con dê đấy vào xong mà nhiều bác ấy nói thế mà em ấy chăn dê vất vả, nắng mưa cụt chân, ngày nắng như này rồi ngày mưa đi phải đi trèo tít trên kia, chân thì không có, nắng này thì phải đi chặt lá xoan, lá dâu cho nó ăn. Đấy, cũng giống như em Sinh nhỉ, đấy, chăn được con trâu cũng không phải đơn giản. Đấy. Chăn con dê nó vất vả, nhiều bác ấy bình luận như thế nó không hay, đấy, không giúp được em ấy cái gì, thôi thì chúng ta nói những cái điều tốt đẹp cho em ấy. Em còn cố gắng, thực sự là hôm đấy em mới xem cái video đó, em mới tối hôm qua đấy, ăn cá ở nhà anh Vàng kìa, lúc đó em Xính xuống. Nhưng mà Thắng không còn quay video nữa rồi, Thắng chỉ ngồi thôi và tâm sự và chỉ biết là chia buồn với cả Xính thôi. Tại vì em mới bảo là cũng có mấy cô bác ở xung quanh ấy có điện thoại thì em mới cũng xem cái video đó và có nhiều bác nói Xính như vậy là không tốt nên là em cũng rất là buồn trong cái câu chuyện đó. Tại vì hiện giờ Lũng Cáng cũng giống như ngày xưa Đán Dầu ấy, mọi người xem video đều
đều xem được hết những cái bình luận đấy. Cô chú bác có bình luận cái gì ở trên này là các em, các anh, các chị là xem được hết video. Nên là có điều một là xính cụt chân là hôm qua là rất là buồn, tối hôm qua lúc khoảng hơn 10 giờ rồi, lúc đó thắng kết thúc cái video rồi thì em xính em ấy vừa đến tối hôm qua ở nhà anh Vàng này, lúc ăn cá đấy, thế là không biết là nhà anh Đồng này lại được cái giúp đôi dê đấy lại là chính là mua từ của anh Chính với cả xính cụt chân đấy, mang xuống đây. Thế là không biết là cô bác nào đã xem video của thắng mà biết được hoàn cảnh gia đình nhà này, nhà anh Đồng này và em Sinh này đến cho nhà một đôi dê nhưng mà lại chết. Đấy, các bác biết rằng nuôi dê cũng không phải đơn giản. Người ta nói là giàu nuôi chó khó nuôi dê, nhưng mà cứ tưởng là cắt cỏ về mà là dê ăn là sống đâu. Đấy. Giống như nhà anh Lía trước ấy, chị Lương, chị lên chị cho một đôi dê nhưng sau nuôi cũng cứ dần là nó hao mòn đi, cũng không thấy phát triển lên được. Đấy là nhiều bác cứ bảo là trâu bò làm gì, mua dê cho nhanh hay là mua lợn làm gì, nhưng mà phải nói rằng là còn phải trông chờ vào cái số phận may mắn bàn tay nuôi con trâu, con bò, con dê nữa. Đấy, chứ không phải là nhà nào nuôi về cũng là sống được. Đấy. Đó, con trâu thì như nhà em xính mất ong thì còn chết. Đấy. Cái nuôi trồng nó cũng ở vùng cao thật đấy, nhưng mà rất là khó khăn các bạn. Còn con dê đực nữa thì thôi cứ nuôi nó ở đấy cho nó to nhé. Vâng. Mai mà còn tiền thì phải mua con tái cho nó. Nhà của anh, cái nhà này là em nhận là tổng là 92.500.000. Vâng. Đấy, 92.500.000 thì nếu mà sau này xây nhà trừ tiền vật liệu rồi nó còn thừa thì sẽ mua cho một con cái vào đấy. Vâng. Hoặc là hai con cái. Vâng. Nhá. Đấy, 92.500.000. Vâng. Đấy là mấy hôm nữa thì sẽ cộng cái tiền vật liệu và tiền xây. Tại vì nhà anh này không phải xây bếp, bếp nhà anh này vẫn còn nguyên rồi. Chỉ việc xây mỗi cái nhà như này thôi. Đấy. Sẽ cộng tiền vào để trả cho gia đình. Đấy. Nếu mà còn thừa thì sẽ mua dê, mua giếc gì cho. Đó. Bà chị vợ đi đâu rồi? Bà chị này. Vợ của anh Đồng ơi. Đi sang bên kia rồi. Vợ anh đi đâu rồi? Đi làm gì? Ngồi nhà. Thôi thế nhá, đội anh Vàng làm nhá. Mai là bắt đầu xây rồi gì? Mai bắt đầu xây. Bắt góc luôn đấy. À thì bắt góc lên luôn gì? Mai. Ờ thế mấy hôm là xong mà? Chục ngày nữa là xong. Mưa gió hơi mạnh nhưng là ở cái lán mưa gió tóc rách hết, giờ còn cả con mới ngồi sợ là không dám ngủ kia nữa. Việc còn chuyển vào bếp này ngủ đi, bếp này cái đống tóc đống ấy thì không biết ngủ gì. Thế bây giờ là tối không dám ngủ kia nữa, muốn ngủ nhưng mà sửa mưa ra thì lại mưa to là không dám ngủ gì. Đang xây nhà xây cửa này không được phép uống rượu đâu nhá. Anh mà uống rượu vào người lôi tôi mơ thì làm sao được nhá. Anh hôm nay nhìn mặt mũi trắng trẻo đẹp trai, nhìn có vẻ là hoàn thiện được khoảng tầm 8% công lực đấy. Chưa được 10% công lực nhưng mà nhìn cống nước rồi đấy. Phát hiện ra uống rượu nữa là em thắng là thu binh luôn đấy nhá. Nhá. Thế là không được uống rượu đâu. Đấy. Không được, đặc biệt là không được cãi chửi nhau, vợ chồng là phải sống hòa thuận, vui vẻ. Nhá. Đấy, thương yêu nhau. Không được hôm nọ nghe chuyện cãi nhau nữa đấy nhá. Cấm chỉ không được chuyện cãi nhau. Cãi nhau là gọi ngay trưởng thôn với là công an viên đến là xích đi luôn. Không được cãi nhau, vợ chồng sống hòa thuận với nhau nhá. Anh em thợ làm nhá. Có gì thông báo lại nhá. Đấy là bảo anh Đồng là không uống rượu nữa rồi nhá. Phát hiện ra uống rượu là không được đâu. Đấy, nhưng mà hôm nay nhìn tỉnh táo đẹp trai. Nhìn không có rượu. Hơi nóng, hơi tắm suốt. Rồi nhá. Rồi chào đây, chào Sinh nhá. Bye, về đây.
Xong rồi à? Vâng. Đâu một quận nào? Kéo qua ấy kìa. Hả? Qua ống nước đấy xong sang à? 100.000 một người rồi á. Kinh, làm kéo từ bên đấy, từ chỗ này. Trong kia. Trong này. Trong này, trong kia. Ba quận mà làm gì, bốn quận làm gì mà được xa thế á? Năm quận. Năm quận cho mỗi người 100.000. Đây. Họ khoán à? Họ gọi là nhờ một phần. À, tối vẫn có cơm gì? Hả? Vâng, vâng. Tối vẫn cơm thịt gì? Rượu chè chén chú chén anh gì? Vâng. Thế thì nhất các ông người gì đó đi làm có tiền 100.000 người một buổi chiều tính ra công là 100-200 nuôi cơm đúng không? Thôi thế là cao rồi, được rồi, thế là phải khẩn trương đi làm ngay, đang đứng như này là câu giờ đấy. Nó đang nối. Ờ đang nối. Nó về xem là nó thích kéo từ đâu đi đến biết làm. Ờ rồi rồi, thôi về đây nhá, chào chào nhá. Lấy xong còn phải vắt cả cái này lên nữa chứ. Chứ ai để này đúng không? Ừ. Rồi, thắng qua suối. Xin kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nước mát lắm. Muốn xuống đây đầm vát cho nó đã đời.